no thoải mái với clip mà thầy đã đúng rồi, đúng thoải mái thì cũng được rồi, đã cho đã đi ăn được 6 tháng rồi. Xem clip mà thầy được 6 tháng này là đi ăn được chầm đá được 6 tháng rồi. Vậy thì trong 6 tháng này đâu còn đau nữa, đỡ nhiều lắm. Đi khám thì tiểu đường thì ngày xưa có tiểu đường, nhưng mà bảo là rối loạn tiêu hóa tiểu đường, nhưng mà giờ đều ổn định lắm. Đấy. Huyết áp cũng ổn định. Da thì sáng lên. Trước thì da xỉn xỉn một đen. Giờ thấy nó sáng lên. Tiến triển nhiều. Chấp hành là ăn từ 11:30 trưa hôm nay ăn. Rồi đến 6 đến 5 giờ chiều ăn. Rồi 5:30 ăn đến sáng sau đến trưa sau luôn. Rồi sáng là cũng không uống nước có đường. Uống nước lọc trà, uống lọc không rồi. Rồi. Không có nếm nếm gì hết. Nhiều chiều ăn có nhiều. Chiều ăn một chén đa thơ ăn một chén. Rồi. Trưa ăn hai chén, trưa no thoải mái như clip mà thầy đã. Đúng rồi, cứ ăn thoải mái. Thì cũng được rồi. Đã. Cho đã, không có vấn đề gì hết. Ngày xưa cũng đã nhịn 15 ngày, nhịn đốc tờ nhiều lắm. Ừ. Các kiểu, nhưng mà cái số được 3 kg thì lên 5 kg. Đúng rồi. Số 3 kg thì lên 5 kg. Em nhịn ăn là em giảm được từ 80 kg xuống bây giờ còn phải 3 kg. Dũi ha. Dũi là nhiều lắm. Ừ. Đấy chị. Rồi. Cho nên anh thấy mấy cái thằng nói suối, nó nói ta đừng ăn sáng là bệnh này nữa. Là nó láo hết. Mình cứ duy trì ăn uống nhịn ăn cái khoảng này là ok rồi. Cái áp dụng cái 8:16 của thầy là thấy ổn. Đúng. Mà mình trưa mình vẫn ăn ngon lành. Chưa thoải mái. Duyên gì mà mình không ăn? Mà đời sinh ra thụ hưởng với duyên gì? Ăn tôm hùm, tôm hiếp rồi ăn được hết. Bây giờ trước là mình kiêng. Trước thì ăn mùa với tôm thôi. Còn thứ hai là coi chừng bây giờ là ăn được 5 con rồi. Đó. Cái đó đúng, hoàn toàn chính xác. Mọi người thấy đi, mình thấy không? Đời mình sinh ra là không có gì kiêng hết trơn á. Tại mình không biết cách thôi. Em, mình kia là khi mình nhịn ăn cái đó như buổi trưa, đừng có cưỡng lại cái sự sung sướng đó. Em, tôm cá thịt gì ăn được cứ ăn. Em, còn riêng cái chứng anh đó, tôi nói anh đó là kiên trì chút xíu. Em, thứ nhất là bây giờ anh đã thực hiện được nhịn ăn hút không khí chùm đá, nhưng mà cái quan trọng nhất trong đó vẫn là hút không khí. Anh chịu khó hút không khí nhiều nào tốt không ấy. Sáng ngày 9 mới làm 3 đợt. À, rồi, nhưng mà anh đi bộ á. Anh đi bộ nó phí xe đi bộ đúng rồi, đi bộ một cây là hấp được thím được cả đó. Rồi một cái nữa là anh chịu khó anh chườm đá cho tôi á, thì anh chườm vừa cái gan mà vừa chườm lòng bàn chân luôn, thì mình có đôi giới anh thiếu giới anh mua giới rồi tối nào anh cũng phải chườm cho tôi bàn chân ha. Thì cái chuyện cái chân anh đó là tại hôm trước không biết có giới thì mình cứ giữ thì nó không được lâu, nó lúc nào rảnh lắm với tôi đồng nó cho nên mà ngủ luôn cái chân ông có đôi giới thì chắc chắn là có chân đôi giới này ha. Thì nhưng mà anh nhớ nha, nhiệt độ của mình á là mình để là bao nhiêu độ, 250 độ, mình để 25 phút cho tôi, 25 phút nha, rồi anh chườm ngang rồi chườm lòng mình chuyện cho tôi ngủ ngon ngon ơi ngon luôn. Hốt đi anh em, chườm ngang nào anh em, khỏe bên trong đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0326811258. Để có trong tay đá chườm gan, cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.